Bắc Băng Dương đang ngày càng trở nên nóng hơn so với các khu vực còn lại của trái đất. Nhiệt độ đo tại các khu vực của Bắc Cực đã tăng hơn 13 độ trong tháng này. Mái nhà chung của chúng ta bị thiêu rụi. Hành tinh của chúng ta rơi vào trạng thái hoảng loạn. Chúng ta còn đúng 11 năm trước khi tình trạng biến đổi khí hậu trở nên mất kiểm soát. Một trong những bước đi tối quan trọng nhằm ngăn chặn biến đổi khí hậu và các hệ quả khác, như vấn nạn ô nhiễm môi trường và các vấn đề nhân đạo khác, chúng ta phải thay đổi chế độ ăn động vật sang chế độ ăn thực vật. Khi bạn ăn bánh burger, đó không chỉ là thịt bò. Việc sản xuất thịt lợn, cá và sữa chính là nguyên nhân chính dẫn đến sự diệt vong của các loài động vật hoang dã. Việc phá rừng bừa bãi và cũng gây ra ô nhiễm đại dương. Một triệu loài đang có nguy cơ tuyệt chủng sẽ dần biến mất năm 2018, biến mất năm 2020, 2025, 2030, 2035. Biến mất năm 2100. Thời gian sắp hết.